nhân 1,5 nha anh em. Hai gì? Chưa ba. 1,5 ông cắt cái gì ông cắt ba nhé. Tuấn xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lá gạch nha. Hôm nay Tuấn sẽ ốp cái gạch 75 và 1,5 nha anh em. Đây là đá rất là cứng nha anh em. Thì Tuấn lấy gạch xong rồi Tuấn sẽ ốp bằng keo nha. Gạch này 1,5 nó rất là dài nha anh em. Nó dài và nó bị mo ngay chính giữa. Bị cong vênh chính giữa này anh em. Đây mình phải xài cây cân bằng nha. Trước khi anh em làm anh em coi lại cái tường nha, coi nó có đứng ngã gì không. Thì mình kiểm tra cái tường trước rồi bắt đầu mình mới sẽ ốp nha. Mình biết đường mình ốp cho nó thẳng lại cái tấm tường nha anh em. Đây cái tấm tường này nó ngã anh em ơi. Nó ngã còn 1/2 á. Đây gần 1,5 á. Nếu như vậy á thì anh em ốp dày cái chân ra xíu nha. Cái chân rồi ở trên mình ốp trái nha, là sẽ lấy được lại cái cạnh nó thẳng nha anh em. Bề ngang của nó 75 nha, bề dài nó 1,5 nha anh em. Đây là bằng đẩy hiệu Ryobi, anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng bay răng cưa bằng đẩy gạch hiệu Ryobi, máy laser, ke cân bằng, con đội gạch thì cứ liên hệ số điện thoại ở trên màn hình bên Tuấn nha, 0377007661, Tuấn ship toàn quốc nha anh em. Ở cái nhà này làm thì toàn là gạch khổ lớn không anh em ơi, là ốp hết nhà nha. Là Tuấn đã ốp cái này là ốp đứng nha anh em, làm nhà 1,5 ốp đứng nha chứ không có ốp nằm nha. Thì một viên này ở dưới đất thì một mình làm được, thì lên trên á rất là nặng, làm không nổi nha anh em. Thì cái mặt này á, chúng đang ốp mặt này nè, là ngã ra ngã vô hồi nãy là nó ngay, còn cái bề chiều kia thì nó bị ngã 1/2 nha anh em. Thì bây giờ Tuấn sẽ ốp cái viên này trước, thì Tuấn đóng ra cho chừa là rất là dày ở dưới đây luôn, còn ở trên thì nó sẽ mỏng hơn nha. Thì cái tường nó ngã thì mình lấy lại cái độ chuẩn cho nó nha, thì mình đóng cái chân dày ra thôi, đóng cái viên này trước nha anh em, chừa cái cạnh ra cho nó dày xíu. Mà ngã ở trên đầu thì ngã trên đầu ngã vô thì anh em đóng sát cái chân trên đầu đóng dày ra thôi, nó đơn giản như vậy thôi nha. Đây mà làm gạch nặng mà không có mấy con đội là thua anh em ơi, làm rất là lâu. Có cái này làm nó rất là tiện nha anh em, thấy Tuấn làm ngay cái mực laser nha anh em, làm ngay cái code của nó nha. Rồi cái thì cái viên này anh em đóng hơi keo hơi dày xíu nha, tại vì cái mặt này hồi nãy ở dưới trên đầu nó bị ngã nó ra 1/2, cái viên này anh em đóng hơi dày xíu, bên viên thứ hai nó sẽ mỏng rồi. Anh em lít cạnh á thì gạch này gạch đá anh em lít, anh em để lại chừng khoảng 2 ly thôi, đừng có lít sát nó sẽ bị mẻ nha anh em. Lít để lại 2 ly thì anh em phải lít đều nha, đều thì vô cái cạnh nó sẽ đẹp thôi. Cái gạch này nó bị mo như chính giữa, phải xài kẹ cân bằng nha anh em. Vô cái cạnh thì mình lấy chỉ cần đầu trên và đầu dưới sát nhau thôi, ở chính giữa nó bị mo
và bắt buộc nó sẽ hở, ít ít nhiều nó sẽ hở miếng ngay cái cạnh. Mình làm thấy liền nha anh em. Thì xong xuôi rồi anh em kiểm tra ke lại nha.
phải bên này đâu. Ủa Tuấn lấy đây có 1 cây hay 2 cây Tuấn? 1 cây hả? Hôm nay có 3 cây đã, 4 cây rồi. 3 cây gì thằng em đem qua đây 2 cây đang cưa nữa rồi đó. Thì đây thì có cây cân bằng thì anh em thấy không, cái độ quên chớp nó sẽ giảm tối đa nha anh em. Thì cái cây cân bằng này nó chỉ có 1 ly rưỡi tái sử dụng này nha anh em. Cũng sẽ chim vô cái ron 2 ly ở thêm luôn nha. Gạch lớn thì cái ron 2 ly thì ok. Nên em thấy cái cạnh bắn cho nó đứng nha anh em. Cân bằng máy là dê nha. Thank you.